Quyển 41, thứ 15, Bồ Tát Địa, phần đầu Trì Du Già Xứ, phẩm 10, Trì Giới, thứ 2. Như vậy, Bồ Tát đang trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát phải nên biết rõ phạm và không phạm, là nhiễm ô và không nhiễm ô, ở bậc nhẹ, trung bình, nặng, sai khác. Hoặc trừ Bồ Tát đang trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát ngày ngày đối với Như Lai, hoặc vì Như Lai kiến tạo tháp đối với chánh pháp, hoặc vì chánh pháp tạo lập kinh điển, đó là các ma đắc đi ca của kinh tạng Bồ Tát. Đối với tăng già, đó là chúng các Bồ Tát ở 10 phương cõi giới đã nhập đại địa, nếu không dùng hoặc ít hoặc nhiều các thứ cúng dường, mà vì cúng dường giới đến không đem thân một lại cùng kính lễ bái, giới đến không dùng một cải bốn câu để xưng khen công đức chân thật của Phật pháp tăng, giới đến không có một tâm tín thanh tịnh tùy niệm công đức chân thật của tam bảo. Đây gọi là phạm có lỗi trái vượt. Nếu người không cùng kính, lười biếng giải đãi mà phạm là phạm nhiễm ô. Nếu người lỡ quên mất niệm mà phạm thì không phải phạm nhiễm ô, không phạm. Hoặc người tâm bị cuồng loạn, hoặc người đã chứng nhập ý lạc thanh tịnh địa, thường không phạm do đắc ý lạc thanh tịnh của Bồ Tát. Thí như Bí Xô đã đắc chứng tịnh pháp nhĩ hằng thời đối với Phật pháp tăng, dùng đủ các việc thù thắng mà thừa sự cúng dường. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát có đầy đủ các dục mà không biết vùi đủ, ở nơi lợi dưỡng cung kính, dành tâm vùi đắm không xả. Đây gọi là phạm có lỗi trái vượt, là phạm nhiễm ô, không phạm. Vì đoạn trừ sự vui muốn các dục kia sanh khởi, nên phát siêng tinh tấn, nhiếp phục, đối trị, tùy nỗ lực ngăn ngừa chế phục nhưng bị tánh hoặc loạn, mạnh mẽ quấy nhiễu lớp lớp sanh khởi hiện hành. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát thấy các bậc trưởng lão đồng pháp có đức đáng kính đến, bị tâm kiêu mạn ngăn che, ôm tâm hiểm hận, ôm tâm quẻ não, không đứng dậy tiếp đón, không mời ngồi chỗ cao hơn. Nếu có người đến đàm luận vui vẻ vấn an hỏi thăm mà bị kiêu mạn ngăn che, ôm tâm hiểm hận, ôm tâm quẻ não mà lời đối đáp không thuận chánh lý, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt, là phạm nhiễm ô. Nếu không bị kiêu mạn ngăn che, không tâm hiểm hận, không tâm quẻ não, chỉ do lười biếng giải đãi, tâm quên mất không nhớ, gọi là phạm có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô, không phạm. Hoặc lúc lâm trọng bệnh, hoặc tâm cuồng loạn, hoặc đang lúc ngủ nghỉ, người sanh tưởng nhớ tìm đến gần gũi nương tựa, dùng lời đàm luận vấn an thăm hỏi, hoặc tự mình vì người tuyên thuyết các pháp luận nghĩa quyết trạch, hoặc cùng kia vui vẻ vấn an thăm hỏi đàm luận, hoặc người thuyết pháp luận nghĩa quyết trạch chuyên chú lắng tai nghe, hoặc người có trái phạm thuyết chánh pháp vì tâm muốn hộ trì người thuyết pháp, hoặc muốn phương tiện điều phổ kia khiến người khỏi bất thiện an lập nơi thiện, hoặc hộ trì những phép tắc do tăng trí lập, hoặc tâm hộ trì nhiều hữu tình mà không đáp lời, tất cả việc làm trên đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát khi có người thỉnh mời đến nhà cư sĩ hoặc đến chùa khác để phụng thí các thức ăn uống y phục cùng các vật dụng nuôi thân khác, lại bị kiêu mạn ngăn che, ôm tâm hiểm hận, ôm tâm khỏe não, không nhận lời mời của kia, không đến chỗ của kia, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt, là phạm nhiễm ô. Do tâm, nếu do tâm lười biếng giải đãi, quên mất không nhớ nên không nhận lời mời, không đến chỗ của kia thì gọi là phạm có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô, không phạm. Hoặc mắc phải bệnh tật, hoặc không có sức khỏe, hoặc tâm cuồng loạn, hoặc vùng xa xôi, hoặc đường đi nguy hiểm, hoặc muốn phương tiện điều phục kia khiến họ ra khỏi bất thiện an lập nơi thiện, hoặc trước đã nhận lời thỉnh khác, hoặc vì không muốn gián đoạn trong khi tu tập thiện pháp, muốn hộ trì phẩm thiện khiến không tạm bỏ, hoặc vì dẫn nhiếp nghĩa chưa tưởng có, hoặc không muốn thối mất pháp nghĩa đã nghe, hoặc không muốn thối mất luận nghĩa quyết trạch, hoặc lại biết kia ôm tâm tổn não giả dối đến mời thỉnh, hoặc hộ trì người nhiều tâm hiểm hận, hoặc hộ trì những phép tắc do tăng chế lập. Tất cả việc như vậy, Bồ Tát không đến chỗ của kia, không thọ nhận lời thỉnh của kia, đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát nếu có người đem trùng trùng vật báu, mani, trân châu, lưu ly, màu sắc rất đáng yêu thích, cũng đem trùng trùng tài lợi đầy đủ thượng diệu ân cần phụng thí, nhưng Bồ Tát do tâm hiểm hận hoặc tâm khỏe não từ chối không nhận, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt, là phạm nhiễm ô, vì xả bỏ hữu tình vậy. Nếu do giải đã lười biếng quên mất không nhớ nên từ chối chẳng nhận, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô, không phạm. Hoặc tâm cuồng loạn, hoặc tự quan sát thọ nhận rồi tâm sẽ sanh nhiễm đắm, hoặc lại quan sát thời gian sau người kia nhất định sẽ hối tiếc, hoặc lại biết kia mê loạn mà bố thí, hoặc biết thí chủ tùy thí, nếu mình tùy thọ nhận
Do nhân duyên đây chắc chắn thí chủ sẽ nghèo thiếu. Ngọc biết vật đây của tăng già, vật đây của tháp. Ngọc biết vật đây do trộm cướp của người mà được. Ngọc biết vật đây là nhân duyên phát sanh những việc quá hoạn, hoặc giết, hoặc trói, hoặc phạt, hoặc đuổi, hoặc hiềm, hoặc trách. Tất cả việc như vậy, Bồ Tát không nhận đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát khi thấy có người đến cầu pháp, lại ôm tâm hiềm hận, ôm tâm khỏe não, sanh lòng tật đố, thay đổi không thí pháp cho kia, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu do tầm giải đã lười biếng, quên mất không nhớ, không thí pháp cho kia, thì gọi là phạm có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô. Không phạm hoặc các ngoại đạo đến cầu để tìm lỗi thiếu sót, hoặc có trọng bệnh, hoặc tâm cuồng loạn, hoặc muốn phương tiện điều phục kẻ kia khiến ra khỏi bất thiện, an lập nơi thiện, hoặc đối với pháp đang có chưa khéo thông lợi, hoặc lại thấy kia không sanh tâm cung kính, không hổ thẹn, hiện oai nghi ác mà đến nghe thọ, hoặc lại biết tánh độn căn, đối với giáo pháp rộng sâu, pháp dốt giáo sẽ sanh rất kinh sợ, do đây sẽ sanh khởi tà kiến, tăng trưởng tà chấp, bị suy tổn não hoại, hoặc lại biết được nếu pháp đến tay kẻ kia sẽ chuyển cho phi nhân, tất cả việc trên Bồ Tát không thí đều không phạm. Tất cả việc trên Bồ Tát không thí cho đều không phạm, hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát đối với các hữu tình phạm giới bạo ác, ôm tâm hiểm hận, ôm tâm khỏe não, do kẻ kia phạm giới bạo ác làm duyên, nên Bồ Tát phương tiện xả bỏ, không muốn làm nhiều ích, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu do giải đã lười biếng mà xả bỏ, do tầm quên mất không nhớ nên không làm nhiều ích, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô. Vì cớ sao? Vì chư Bồ Tát không được chỉ khởi tâm lần mẫn muốn làm nhiều ích riêng với các hữu tình hành trì tịnh giới, hiện hành nghiệp thân ngữ ý tịch tĩnh, như đối với các hữu tình phạm giới bạo ác, thì đối với hữu tình hiện đang thọ các nhân khổ cũng vậy, không phạm. Hoặc tâm cuồng loạn, hoặc muốn phương tiện điều phục kẻ kia như trước đã nói rộng, hoặc tâm hộ trì nhiều hữu tình, hoặc giữ gìn những phép tắc do tăng chế lập, cho nên Bồ Tát phương tiện xả bỏ không làm nhiều ích đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát như Đức Phật trong Tỳ Nại Gia biệt giải thoát, vì hộ trì các loại hữu tình, người chưa tịnh tín khiến sanh tịnh tín, người đã tịnh tín khiến tăng trưởng gấp bội, nên kiến lập giá tội, ngăn cấm các thanh văn khiến không tạo tác. Đối với đây, Bồ Tát nên cùng tu học tất cả các thanh văn không sai khác. Vì cớ sao? Vì các thanh văn lấy việc tự lợi là hơn, mà còn không xả bỏ việc thủ hộ người, vì khiến các hữu tình chưa tín sanh tín, người đã tiến càng tăng trưởng gấp bội. Tu học các học xứ, huống chi Bồ Tát lấy việc lợi người làm trọng. Hoặc chư Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát như Đức Phật đã thuyết trong Tỳ Nại Gia biệt giải thoát, vì khiến thành phần trụ ở nơi ít sự, ít nghiệp, ít mong muốn, nên kiến lập giá tội, ngăn cấm các thanh văn khiến không tạo tác. Đối với hy đầy, Bồ Tát không nên cùng tu học như các thành phần. Vì cớ sao? Vì các thành phần lấy việc tự lợi là hơn, không nghĩ tưởng đến việc lợi người. Đối với việc lợi người, trụ ít sự, ít nghiệp, ít mong muốn mới gọi là diệu. Nhiều Bồ Tát lấy việc lợi người làm trọng, không nghĩ đến lợi mình. Đối với việc lợi người, chẳng phải trụ ít sự, ít nghiệp, ít mong muốn mà được gọi là diệu. Như vậy, Bồ Tát vì lợi người, khi đi đến những nơi không thân quen, xóm làng, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn và những thí chủ rộng lòng để khất cầu trăm ngàn trùng trùng y phục, phải quan sát các hữu tình kia có đủ khả năng hay không khả năng, tùy theo đó mà thọ nhận. Như cầu y phục thì cầu bát cũng vậy, như cầu y bát thì cầu trùng trùng loại dây tơ dệt thành y phục cũng vậy. Chỉ vì lợi người thì được tích chứa y phục các vật nằm ngồi mỗi thứ đến trăm, những vật danh sắc có thể nhiễm số đến trăm ngàn muôn muôn ức, lại vượt quá số đây cũng nên giữ gìn tích chứa. Tóm lại, chư Bồ Tát không được cùng chung học với các thành văn trụ ở ít sự, ít nghiệp, ít mong muốn. Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát đối với việc lợi người lại ôm lòng hiềm hận, ôm lòng khỏe não, trụ ít sự, ít nghiệp, ít mong muốn, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu do giải đã lười biếng, tâm không quên mất không nhớ, nên trụ ít sự, ít nghiệp, ít mong muốn, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát vì lợi người nên khéo léo sử dụng phương tiện, biết hiện hành các tánh tội, do nhân duyên đây không phạm giới, Bồ Tát dành nhiều công đức. Đó là như Bồ Tát thấy kẻ trộm cướp vì tham tiền của nên muốn giết hại nhiều người, hoặc lại muốn hại đại đức thành phần độc giác Bồ Tát, hoặc lại muốn tạo nhiều nghiệp vô gián. Thấy việc đây rồi, Bồ Tát khởi tâm suy nghĩ,
Nếu ta đoạn mạng sống của kẻ hung ác kia sẽ đoạn nơi địa ngục. Nếu không giết kia thì nghiệp vô gián thành, kia sẽ thọ khổ lớn. Thà rằng ta giết kia sẽ đọa địa ngục, chọn không khiến kia thọ khổ vô gián. Bồ Tát đã suy nghĩ như vậy, ý vui thanh tịnh đối với kẻ kia, hoặc sanh tâm lành hoặc sanh tâm vô ký, đến chỗ kia sanh sâu thẹn hổ, dùng tâm lần mẫn mà đoạn mạng của kia. Do nhân duyên đầy không phạm giới, Bồ Tát dành nhiều công đức. Lại nhiều Bồ Tát thấy có quan chức cấp trên bạo ác, không lòng tưởng mẫn, chuyển hành bước não đối với hữu tình. Bồ Tát thấy rồi khởi tâm lần mẫn, phát khởi ý vui, làm lợi ích an lạc, nên tùy theo khả năng có được mà phế truất tước vị. Do nhân duyên đầy không phạm giới, Bồ Tát dành nhiều công đức. Lại như Bồ Tát thấy kẻ trộm cướp đoạt tài vật của người, hoặc vật của tăng già, hoặc vật của tháp, sau khi lấy nhiều vật rồi tự chấp là sở hữu của mình nên mặc tình thọ dụng. Bồ Tát thấy vậy khởi lòng lân mẫn, phát sanh ý vui làm lợi ích an lạc đối với hữu tình kia, nên tùy theo khả năng bức ép kia lấy lại tài bảo, tự nghĩ chớ để kia thọ dụng tài bảo như vậy, đêm dài phải thọ những điều không có nghĩa lợi. Do nhân duyên đây, đối với tài bảo đã lấy lại, nếu là vật của tăng già thì hoàn lại cho tăng già, nếu là vật của tháp thì hoàn lại cho tháp, nếu là vật của hữu tình thì hoàn lại cho hữu tình. Lại thấy chúng sanh coi giữ vườn rừng, lấy vật của tăng già, lấy vật của tháp cho là sở hữu của mình, mặc tình thọ dụng. Bồ Tát thấy vậy khởi lòng lần mẫn, suy nghĩ đến kẻ ác kia, chớ để kia thọ dụng. Do nhân nghiệp tà thọ dụng đây, đêm dài sẽ thọ những điều không có nghĩa lợi. Do vậy Bồ Tát tùy theo khả năng sức lực mà phế bỏ người kia. Bồ Tát tuy không cho lấy như vậy mà không phạm sanh nhiều công đức. Lại như Bồ Tát ở tại cư gia, có thiếu nữ chưa lập gia đình, nhưng tập quen thói dâm dục, tâm muốn gần gũi Bồ Tát cầu phi phạm hạnh. Bồ Tát thấy như vậy rồi tác ý tư duy, ta chớ khiến tâm giận của kia sanh nhiều điều phi phước. Nếu tùy thuận tâm mong muốn của kia, kia liền được tự tại. Ta phương tiện an lập khiến kia phát sanh cần lành, xả bỏ nghiệp bất thiện. Bồ Tát chủ tâm từ mẫn mà hành phi phạm hạnh. Bồ Tát tuy hành pháp uế nhiễm như vậy mà không phạm sanh nhiều công đức. Bồ Tát xuất gia vì hộ trì giới thanh văn mà bậc thánh dạy, khiến không hoại diệt thì tất cả không được hành phi phạm hạnh. Lại như Bồ Tát biết thân mạng khó có được, cũng không nói vọng ngữ, nhưng vì muốn cứu thoát hữu tình khỏi nạn mất mạng, nạn lao tù, nạn chặt chân tay, nạn xẻo mũi, xẻo tai, khoét mắt, tuy biết đúng sự việc mà suy nghĩ cân nhắc dùng lời vọng ngữ. Tóm lại, Bồ Tát chỉ xem thấy hữu tình được nghĩa lợi mà làm, không thể không có nghĩa lợi. Tự tầm không nhiễm, giấu những điều đã biết, nói khác đi. Khi nói lời đầy không phạm giới, Bồ Tát dành nhiều công đức. Lại nhiều Bồ Tát thấy các hữu tình bị bạn ác nhiếp thọ, gần gũi thương yêu chẳng lìa. Bồ Tát thấy vậy khởi tâm lần mẫn, phát sanh ý vui, làm lợi ích an lạc. Tùy sức, tùy khả năng, nói lời ly gián, khiến kia lìa xa bạn ác, xả bỏ sự gần gũi thương yêu. Bồ Tát phải nghĩ, chớ để hữu tình kia gần bạn ác, đêm dài sẽ thọ những điều không nghĩa lợi. Bồ Tát đem lòng nhiều ích như vậy, khéo léo nói lời ly gián để chia cắt kia mà không phạm sanh nhiều công đức. Lại nhiều Bồ Tát thấy các hữu tình làm việc không như lý, Bồ Tát dùng lời thô ác của trách mạnh mẽ, phương tiện khiến kia ra khỏi bất thiện, an lập nơi thiện. Bồ Tát đem tầm nhiều ích như vậy, mở lời thô ác đối với hữu tình kia mà không phạm sanh nhiều công đức. Lại nhiều Bồ Tát thấy hữu tình hoặc ham vui ca hát kỹ nhạc, ngâm thơ cà vịnh, hoặc vui chơi ăn uống dâm đãng luận bàn vô nghĩa, Bồ Tát đối với việc như vậy đều rất thiện xảo. Đối với các hữu tình kia khởi tâm lần mẫn, phát sanh ý vui làm lợi ích an lạc, dùng lời ý ngữ xứng hợp với các thể loại đàn ca hát sướng, xứng hợp với ngôn ngữ của bọn giặc cướp dâm đãng ăn chơi, để dẫn nhiếp hữu tình kia, khiến kia vâng nghe theo mình, được tự tại thoát khỏi các việc trên. Phương tiện giúp đỡ dẫn dắt khiến kia ra khỏi bất thiện, an lập nơi thiện. Bồ Tát hiện dùng ỷ ngữ như vậy mà không phạm sanh nhiều công đức. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh sở hí, Bồ Tát sanh khởi dối trá, hiện tướng nói năng hư vọng, phương tiện tìm cầu giả lợi cầu lợi, hàm ưa phát tà mạng, không biết xấu hổ, kiên trì không xả, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt, là phạm nhiễm ô. Không phạm vì muốn đoạn trừ sự sanh khởi vui muốn như trên nên phát sinh tình tấn, nhưng phiền não thiêu đốt mạnh mẽ thời thời hiện khởi ngăn che nơi tâm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh sở hí, Bồ Tát bị lao sao quấy động, tâm không tịch tĩnh, không vui tịch tĩnh, lớn tiếng cười đùa huyên náo ồn tạp, nóng vội khinh suất, nhảy nhót chế giễu người làm vui, như các duyên đầy gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô.
Nếu do quên mất không nhớ nên sanh khởi thì không phải phạm nhiễm ô. Không phạm vì muốn khiển trừ sự sanh khởi vui muốn, như trước đã nói, hoặc muốn phương tiện giải trừ khiến dừng sự sanh khởi hiểm hận của người, hoặc muốn giải trừ sự sanh khởi sầu não của người, hoặc đánh người thích các việc trên, vì phương tiện nhiếp thọ hộ trì nên thuận theo người kia mà chuyển, hoặc hữu tình khác nghi ngờ đối nghịch trong ôm lòng hiểm hận, có âm mưu ác, ganh ghét chống đối, bên ngoài hiện dáng mặt vui vẻ, tỏ vẻ bên trong thanh tịnh, tất cả như vậy đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát đang trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, khởi kiến chấp lập luận thế này. Bồ Tát đối với Niết Bàn không nên vui thích, chỉ nên sanh khởi chán lìa. Đối với các phiền não và tùy phiền não, không nên khiếp sợ mà cầu đoạn diệt, không nên một hướng sanh tâm chán lìa. Bởi trừ Bồ Tát, trải qua ba vô số kiếp lưu chuyển trong sanh tử cầu đại Bồ Đề, nếu nói lời đây thì gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Vì cớ sao như các thanh văn gần gũi vui thích đối với Niết Bàn, thâm tâm chán lìa đối với các phiền não và tùy phiền não, Bồ Tát cũng vậy, gần gũi vui thích đối với Niết Bàn, thâm tâm chán lìa đối với phiền não và tùy phiền não. Nhưng Bồ Tát vượt quá thành phần kia trăm ngàn muôn muôn ức lần, bởi các thành phần chỉ vì tự thân mà sinh tu chánh hạnh để chứng nghĩa tự lợi. Bồ Tát rộng về tất cả hữu tình mà sinh tu chánh hạnh chứng nghĩa lợi khắp, cho nên Bồ Tát phải siêng năng tu tập tâm không tạp nhiễm. Bồ Tát ở nơi các pháp hữu lậu tùy thuận mà hành, thành tựu thắng vượt so với chư A La Hán không pháp tạp nhiễm. Hoặc trừ Bồ Tát đang trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, tự mình phát lời không tín trọng như rêu rao việc ác, tán thán việc ác, ca ngợi việc ác, không giữ gìn không tịnh sạch. Nếu sự việc kia có thật mà không tránh xa phòng hộ, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu sự việc kia không thật mà không tịnh sạch, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô. Không phạm, hoặc ngoại đạo khác, hoặc người ganh ghét tật đố, hoặc tự xuất gia, dựa vào hạnh hành khất, dựa vào hạnh tu thiện rồi phát lời chê trách truyền khắp, hoặc người bị giận hờn ngăn che, hoặc người tầm điền đảo, tất cả việc như vậy, Bồ Tát dùng lời chê trách rộng khắp đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, thấy các hữu tình giả dối hành trùng trùng gia hạnh khó hành, gia hạnh mạnh mẽ để được luận dưỡng, ngăn ngừa khiến không hiện hành phiền não ưu sầu, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô. Không phạm, tự mình quán xét do nhân duyên đầy được chút ít lợi, nhưng dành nhiều yêu não trong hiện pháp. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, lúc bị người mắng chửi liền mắng chửi lại, lúc bị người sân hận liền sân hận lại, lúc bị người đánh liền đánh lại, lúc bị người khinh thường liền khinh thường lại, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, đối với hữu tình khác bị xâm phạm, nếu mình không làm mà người kia sẽ nghi ngờ mình xâm phạm, Bồ Tát do tâm hiểm hận, do tâm chấp giữ kiêu mạn, không như lý tạ lỗi, không sanh lòng nhẹ nhàng xả bỏ, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu do lười biếng giải đãi phóng dật nên không tạ lỗi, không nhẹ nhàng xả bỏ, gọi là phạm, có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô. Không phạm, hoặc muốn phương tiện điều phục kia khiến kia ra khỏi bất thiện, an lập nơi thiện, hoặc các ngoại đạo, hoặc xem xét người kia không có tội phi pháp hiện hành mới tạ lỗi, hoặc biết hữu tình kia tánh ưa đấu tranh, nếu tạ lỗi sẽ sanh nhiều oán ghét giận hờn, hoặc biết người kia tánh khảm nhẫn, tánh không hiểm hận, hoặc biết nhận việc tạ lỗi khiến người sanh hổ thẹn, tất cả việc như vậy Bồ Tát không tạ lỗi đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, vì người có hành vi xúc phạm rồi, như phát bình đẳng ăn năn tạ lỗi, Bồ Tát lại ôm lòng hiểm hận muốn tổn não người kia, công nhận sự tạ lỗi của kia, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Tùy Bồ Tát đối với người kia không tầm hiểm hận, không muốn tổn não, nhưng do bẩm tánh không thể kham nhẫn nên không nhận việc tạ lỗi, đây cũng gọi là phạm, có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô. Không phạm, hoặc muốn phương tiện điều phục kia còn lại nên biết như trước đã nói rộng, tất cả như vậy, nếu không như pháp, không bình đẳng tạ lỗi, không nhận sự tạ lỗi của kia cũng không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát đang trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, mà đối với người luôn ôm tâm oán hận không nguôi, đã sanh thì giữ chặt không xả, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Không phạm vì đoạn trừ sự sanh khởi vui muốn như trên, còn lại như trước đã nói rộng. Hoặc trừ Bồ Tát đang trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, tham đắm hậu hạ lực tăng thượng nên đem tâm ái nhiễm để cai quản lãnh đạo đối chúng, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Không phạm, không tham đắm chờ đợi sự hầu hạ, không tâm ái nhiễm để cai quản lãnh đạo đồ chúng,
Hoặc trừ Bồ Tát ăn trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát lười biếng giải đãi, vui say ngủ nghỉ, vui say nằm ngửa, phi thời phi lượng, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Không phạm, hoặc mắc phải bệnh tật, hoặc không có sức khỏe, hoặc đi đường mỏi nhọc, hoặc vì đoạn trừ sự sanh khởi vui muốn như trên, còn lại tất cả nên biết như trước đã nói rộng. Hoặc trừ Bồ Tát ăn trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát ôm tâm ái nhiễm, bản luận thế sự hư huyễn uổng phí qua ngày, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu do quên mất công nhớ uổng phí qua ngày thì gọi là phạm có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô. Không phạm, khi thấy người bàn luận vì ý vì muốn hộ trì người kia khiến cái an trụ chánh niệm nên lắng nghe trong chốc lát, nếu việc kỳ lạ hoặc tạm hỏi người hoặc trả lời người hỏi, tất cả việc như vậy đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát tuy muốn khiến tâm an trụ, muốn khiến tâm định nhưng lại sanh tâm hiểm hận, chấp giữ hứa kiều mạn nên không đến chỗ của thầy để cầu thỉnh dạy trao, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu do lười biếng giải đãi nên không cầu thỉnh dẫn dạy thì phạm không phải nhiễm ô. Không phạm, hoặc mắc phải bệnh tật, hoặc không có sức khỏe, hoặc biết thầy kia dạy trao điền đảo, hoặc mình đã đa văn tự có trí lực năng khiến tâm an định, hoặc trước đã được dạy trao những điều cần yếu nên không thừa hỏi, tất cả như vậy đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát khởi tham dục cái nhẫn thọ không xả, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Không phạm, hoặc vui muốn đoạn trừ sự sanh khởi của kia, tuy phát khởi sinh năng tinh tấn nhưng phiền não thiêu đốt mạnh mẽ, thời thời hiện hành chế ngự nơi tâm, như tham dục cái thì sân khỏe hôn trầm thúy miên, trạo cử ác tác, cùng với nghi cái phải biết cũng vậy. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát tham đắm mùi vị tịnh lự, ở nơi mùi vị tịnh lự thấy là công đức, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Không phạm, hoặc vui muốn đoạn trừ sự sanh khởi như trên, còn lại như trước đã nói rộng. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát khởi kiến lập luận thế này, Bồ Tát không nên lắng nghe, không nên tu học, không nên thọ trì giáo pháp tương ưng thành phần thừa. Bồ Tát ứng dụng gì khi lắng nghe, khi thọ trì, khi tinh siêng tu học giáo pháp tương ưng thành phần thừa, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Vì cớ sao Bồ Tát đối với sách luận của ngoại đạo hãy còn tinh cần nghiên cứu học tập hà huống lời Phật dạy? Không phạm, vì muốn một hướng tu tập ít pháp nên tạm xả pháp kia mà nói lời như vậy. Hoặc trừ Bồ Tát đang trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát mà chưa nghiên cứu thông tường tạng Bồ Tát, lại từ chối xả bỏ tất cả tạng Bồ Tát, chuyên tâm tu học một hướng tạng thành phần thừa, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt, không phải phạm nhiễm ô. Hoặc trừ Bồ Tát đang trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát chưa nghiên cứu thông tường lời Phật dạy, lại tinh xin tu học các luận của đạo khác và các ngoại luận, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Không phạm, hoặc rất thông minh nhạy bén, hoặc có khả năng nhanh chóng tiếp thu, hoặc trải qua thời gian lâu mà không quên mất, hoặc ở nơi nghĩa có khả năng tư duy, có khả năng thấu đạt, hoặc đối với lời Phật dạy quan sát như lý, thành tựu hiểu biết đồng hành không lay động, hàng ngày thường dùng hai phần để tu học điều Phật dạy và một phần để học bên ngoài, tất cả việc như vậy đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát tự mình bỏ qua pháp Bồ Tát, mà đối với các luận của đạo khác và các ngoại luận thầm tầm lại quý trọng, tầm cầu nghiên cứu khéo léo, vui thích chấp đắm gần gũi tập quen, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát không sanh tin hiểu đối với những điều thẳm sâu, đối với pháp nghĩa chân thật tối thắng thẳm sâu, đối với thần lực không thể nghĩ bàn của chư Phật, Bồ Tát lại phát sanh ghét bỏ, chống trái hủy báng, cho là không thể dẫn phát nghĩa, không thể dẫn phát pháp, không phải như lai thuyết, không thể lợi ích an lạc hữu tình, đây gọi là phạm có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Hủy báng như vậy, hoặc do mình bên trong không như lý tác ý, hoặc thuận theo người mà nói, hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát khi được nghe pháp thậm thâm, tối cực thậm thâm, tâm không tìm hiểu, bây giờ Bồ Tát phải mạnh mẽ tịnh tín lãnh thọ, không tầm xiềng phúc, phải học như vậy. Ta làm việc chẳng phải thiện, nhưng người mù không có mắt huệ, ở nơi ngôn ngữ mật ý của Như Lai, ở nơi chánh nhãn trừ Như Lai, tùy theo mỗi loài mà tuyên thuyết, ta lại sành phì báng. Bồ Tát tự biết mình vô trí như vậy, chỉ vì ngưỡng mộ trừ Như Lai, đối với pháp Phật không pháp nào mà không quan sát rõ biết, theo đó quan sát tất cả, Bồ Tát chánh hành như vậy, tuy không tìm hiểu nhưng không sành phì báng nên không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát sanh tâm nhiễm ái,
sanh tâm sân khỏe đối với người tự khen mình chê người, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô, không phạm, hoặc vì hàng phục các ngoại đạo ác, hoặc vì giữ gìn thánh giáo Như Lai, hoặc muốn phương tiện điều phục kẻ kia như trước đã nói rộng, hoặc muốn khiến người chưa tịnh tín sanh khỏe tịnh tín, người đã tịnh tín càng thêm tăng trưởng, hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, biết có chỗ thuyết chánh pháp luật nghĩa quyết trạch, lại bị kiêu mạn che lấp ôn tầm hiểm hận, ôm tâm khỏe não nên chẳng đến nghe, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô, nếu do lời tiếng giải đã chế phục thì không đến nghe thì không phải phạm nhiễm ô, không phạm, hoặc không biết, hoặc mắc phải bệnh tật, hoặc không có sức khỏe, hoặc biết người kia tuyên thuyết điên đảo, hoặc về tâm hộ trì người thuyết pháp, hoặc biết rõ nghĩa mà vị kia tuyên thuyết tự mình đã nghe nhiều, đã thấu hiểu, đã thọ trì, hoặc đã nghe nhiều hành trì đầy đủ, hoặc không muốn gián đoạn khi tâm đang an trụ một cảnh, hoặc siêng dẫn phát định thủ thắng của Bồ Tát, hoặc tự rõ biết mình thuộc loại ngũ độn bậc thượng, trí tuệ chậm lụt lầm lạc, khó thọ trì pháp được nghe, khó nhiếp tâm định ở nơi sở duyên, tất cả việc như vậy Bồ Tát không đến nghe đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát cố ý khinh hủy cười nhạo khinh thường, không sanh tâm cung kính đối với vị thầy thuyết pháp, chỉ nương văn không nương nghĩa, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát mà ôm tâm hiểm hận, ôm tâm khỏe não, không làm trợ bạn đối với các hữu tình cần được giúp đỡ, đó là không làm trợ bạn trên đường đi hoặc nơi qua trốn lại, hoặc nơi sự nghiệp giác hạnh không điền đảo, hoặc việc bảo quản giữ gìn tài vật, hoặc việc hòa giải chia rẽ, hoặc giúp đỡ lãnh hội, hoặc nơi phước nghiệp, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu bị giải đãi lười biếng chế phục nên không làm trợ bạn thì phạm không phải nhiễm ô, không phạm, hoặc mắc phải bệnh tật, hoặc không có sức khỏe, hoặc rõ biết người kia tự có khả năng làm được công việc, hoặc biết người cầu tự có nơi nương tựa, hoặc biết việc làm của người kia dẫn đến những điều phi nghĩa phi pháp, hoặc muốn phương tiện điều phục kia như trước đã nói rộng, hoặc trước đã hứa làm trợ bạn cho người khác, hoặc chuyển nhờ người có sức hơn trợ giúp, hoặc đang lúc siêng tu tập thiện pháp không muốn tạm xả, hoặc tánh ngu độn nên ở nơi pháp được nghe khó thọ khó trì như trước đã nói rộng, hoặc có ý hộ trì nhiều hữu tình, hoặc giữ gìn phép tắc do tăng chế lập, tất cả việc như vậy Bồ Tát không làm trợ bạn đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát thấy các hữu tình mắc phải trọng bệnh lại ôm tâm hiểm hận, ôm tâm khỏe não không đến chăm sóc, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu bị lười biếng giải đãi chế phục không đến chăm sóc thì phạm không phải nhiễm ô, không phạm, hoặc mình cũng đang mắc bệnh, hoặc không có sức khỏe, hoặc chuyển nhờ người khác có đủ sức đến chăm sóc, hoặc biết người bệnh kia đã có nơi nương tựa, hoặc người bệnh kia tự có sức lực có khả năng chăm sóc bản thân, hoặc rõ biết kia mắc bệnh dài lâu năng tự giữ gìn thân thể, hoặc vì siêng tu thiện pháp rộng lớn thủ thắng không gì hơn, hoặc muốn hộ trì việc tu tập thiện pháp khiến không gián đoạn, hoặc tự biết rõ mình thuộc hạng ngu độn bậc thượng, trí tuệ chậm lụt lầm loạn nên khó thọ khó trì pháp được nghe, khó nhất tâm định ở nơi sở duyên, hoặc trước đã hứa chăm sóc một người khác như đối với người bệnh thì đối với người khổ, vì muốn dứt trừ khổ của kia nên làm trợ bạn phải biết cũng vậy. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát thấy các hữu tình vì mong cầu các sự việc ở hiện pháp hậu pháp nên rộng hành điều phi lý, Bồ Tát lại ôm tâm hiểm hận, ôm tâm khỏe não không vì kia tuyên nói chánh lý như thật, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu vị giải đã lười biếng chế phục nên không vì kia tuyên nói thì phạm không phải nhiễm ô, không phạm, hoặc tự mình không biết, hoặc không có sức khỏe, hoặc chuyển thuyền người có đủ năng lực để thuyết, hoặc người kia tự có trí lực, hoặc kia được bạn lành nhiếp thọ, hoặc muốn phương tiện điều phục kia như trước đã nói rộng, hoặc biết nếu vì kia tiền nói chánh lý như thật, kia sẽ khởi tâm hiểm hận, hoặc phát lời ác, hoặc lãnh thọ điền đảo, hoặc không kính quý, hoặc biết kia tánh hư xấu đáng thương, tất cả việc như vậy Bồ Tát không vì kia tuyên nói đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát đối với các hữu tình trước đã có ân mà không biết ân huệ, không nhớ ân huệ, ôm tâm hiểm hận, không muốn hiện tiền trả ân báo đáp, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu bị lười biếng giải đãi chế phục hiện không báo đáp thì phạm không phải nhiễm ô, không phạm, siêng năng làm việc không có sức khỏe, không có khả năng để báo đáp, hoặc muốn phương tiện điều phục kia như trước đã nói rộng, hoặc muốn báo ân như người kia không chịu nhận, tất cả việc như vậy đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát
Thấy các hữu tình gặp nạn khiến hao tán mất mát tài bảo quyến thuộc trước tước bổng lộc nên sanh nhiều sầu não. Bồ Tát lại ôm tâm hiểm hận không đến động viên khuyên giải, đây gọi là phạm. Có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô, nếu bị lời biếng giải đã chế phục không đến khuyên giải thì phạm không phải nhiễm ô. Không phạm nhiều phần đối với các sự việc của người không làm trợ bạn đã nói ở trước, hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới. Bồ Tát có các vật thực và các vật dụng nuôi thân, khi thấy người đến cầu xin lại ôm tâm hiểm hận, ôm tâm khỏe não không cung cấp thí cho, đây gọi là phạm. Có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô, nếu do lời biếng giải đãi phóng dật nên không thí cho thì phạm không phải nhiễm ô. Không phạm hoặc hiện tại không có tài vật dùng để thí, hoặc kia mong cầu tài vật không như pháp, tài vật không hợp lý, hoặc muốn phương tiện điều phục kia như trước đã nói rộng, hoặc người đến cầu những vật tương xứng với vua, muốn làm đẹp lòng vua hoặc giữ gìn phép tắc do tăng chế lập, tất cả việc như vậy mà không hoại thí đều không phạm. Hoặc chư Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát nhiếp thọ đồ chúng mà ôm tâm hiểm hận, không tùy thời dạy trào dạy dàn những điều không điển đạo, biết chúng thiếu thốn mà không đến những nhà tịnh tín trưởng giả cư sĩ và la môn, như pháp cầu y phục, thức ăn uống, các thứ tạ cụ họa cụ, thuốc trị bệnh, tạp vật nuôi thân, tùy thầy cung cấp cho họ. Đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu do lời biếng giải đãi phóng dật, không đến dạy trào, không đến dạy dân, không như pháp cầu các vật, thì phạm không phải nhiễm ô. Không phạm hoặc muốn phương tiện điều phục kia, như trước đã nói rộng, hoặc giữ gìn phép tắc do tăng chế hoặc mắc phải bệnh tật, hoặc không có sức khỏe, không thể hành trì gia hạnh, hoặc chuyển nhờ người khác có đủ sức lực hơn, hoặc biết đồ chúng có phước đức lớn. Mỗi người tự có khả năng cầu các thứ y phục và vật dụng để nuôi thân, hoặc tùy việc cần phải dạy trao dạy dần, đều đã dạy trao dạy dần không điển đạo, hoặc biết trong chúng có ngoại đạo nghe trộm pháp, kia không thể kham, cũng không thể điều phục. Tất cả việc như vậy đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát đối với hữu tình lại ôm tâm hiểm hận, không tùy thuận mà chuyển tâm người, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu do lười biếng giải đãi phóng dật, không tùy thuận mà chuyển hữu tình thì phạm không phải nhiễm ô. Không phạm nếu hoặc kẻ kia ưa thích chẳng phải kia thích hợp trong việc tùy thuận, hoặc mắc phải bệnh tật, hoặc không đủ sức khỏe để hành trì gia hạnh, hoặc giữ gìn phép tắc do tăng chế, hoặc kẻ kia ưa thích tùy kia thích hợp trong việc tùy thuận nhưng ở trong đại chúng không ưa thích, không thích hợp, hoặc vì hàng phục các ngoại đạo, hoặc muốn phương tiện điều phục kia như trước đã nói rộng, tất cả việc như vậy Bồ Tát không tùy thuận mà chuyển tâm hữu tình đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát ôm tâm hiểm hận đối với người có thật đức không muốn hiền dương, đối với người đáng dương khen không muốn dương khen, đối với người diệu thuyết không tán thán lành thay, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu do giải đã lười biếng phóng dật nên không hiển dương thì phạm không phải nhiễm ô. Không phạm nếu biết tánh ý người kia ít ưa thích tán thán vì muốn hộ trì ý kia, hoặc mắc phải bệnh tật, hoặc không có sức khỏe, hoặc muốn phương tiện điều phục kia như trước đã nói rộng, hoặc giữ gìn phép tắc do tăng chế, hoặc biết do duyên hiển dương đây người kia khởi tạp nhiễm cả ngạo không có nghĩa lợi vì muốn ngăn chặn lỗi trái vượt của kia, hoặc biết công đức của kia chỉ tương tự công đức mà chẳng phải thật đức, hoặc biết việc của kia tuy tương tự lành thiện mà chẳng phải thật lành thiện, hoặc biết tuyên thuyết của kia tùy tường tợ diệu thuyết mà chẳng phải thật diệu, hoặc vì hàng phục các ngoại đạo ác, hoặc vì đợi ngôn luận của người đến chỗ rốt ráo, tất cả việc như vậy Bồ Tát không hiển dương đều không phạm. Hoặc trừ Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới, Bồ Tát thấy các hữu tình đáng phải của trách, đáng phải trị phạt, đáng phải đuổi bỏ, lại ôm tâm nhiễm ô mà không của trách, hoặc tùy của trách mà không trị phạt như pháp dạy dân, hoặc tùy trị phạt nhưng pháp dạy dân mà không đuổi bỏ, đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt là phạm nhiễm ô. Nếu do giải đã đuổi biếng phóng dật mà không của trách cho đến đuổi bỏ thì phạm không phải nhiễm ô. Không phạm hoặc biết kia không thể sửa trị, không thể dùng lời nói để nói với kia, kẻ kia sẽ phát lời thô ác, sẽ nhiều hiểm hận cho nên xả bỏ, hoặc đợi dịp thích hợp, hoặc thấy nhân đây là dịp khiến đấu tranh kiện tụng, hoặc thấy nhân đây khiến phá hoại tăng, gây phá hòa hợp tăng, hoặc biết hữu tình kia không ôm tâm xiểm khúc, hoặc biết kia thành tựu tàm quý mạnh mẽ tăng thượng, đã phạm để nhanh chóng trở lại thành tịnh, tất cả việc như vậy Bồ Tát không của trách cho đến đuổi bỏ đều không phạm.
Hoặc chư Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, thành tựu đầy đủ trùng trùng thần thông uy lực biến hiện. Đối với hữu tình, kẻ cần điều phục, năng điều phục. Kẻ có thể dẫn nhiếp, năng dẫn nhiếp. Bồ Tát vì người tín thí nên né tránh, không hiện thần thông để điều phục dẫn nhiếp. Đây gọi là phạm, có lỗi trái vượt, chẳng phải phạm nhiễm ô, không phạm. Hoặc biết hữu tình kia là ngoại đạo ác, phỉ báng thánh hiền, sở hữu tà kiến, chấp đắm những điều kỳ lạ. Đối với việc đây, Bồ Tát không hiện thần thông để điều phục dẫn nhiếp thì không phạm. Lại có những việc không phạm khác, hoặc kia tâm cuồng loạn tầng thượng, hoặc lãnh thọ trọng khổ bức bách, hoặc kia chưa từng thọ luật nghi tịnh giới nên biết tất cả việc đây đều không phạm. Lại nữa, chỗ phát khởi các học sử của Bồ Tát như vậy, chư Phật tùy chỗ thích hợp đã thuyết giải giác trong Tố Đát Lãm, đó là nương luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiễu ích hữu tình giới. Này ở trong Mát Đát Lý, Ma Đát Lý Ca của Tạng Bồ Tát đây, tổng hợp lại một chỗ mà thuyết. Bồ Tát ở nơi chánh pháp đây phải sanh tâm tôn trọng, an trụ, cực cùng kính, chuyên cần tu học. Chư Bồ Tát đây từ người đã chánh thọ luật nghi giới, do ý là cầu học thiện thành tịnh, ý là Bồ Đề, ý là nhiều ích tất cả hữu tình, phải sanh khởi tối cực tôn trọng cùng kính. Ngay từ lúc đầu chuyên cần tu học, không nên trái phạm. Giả sử trái phạm để nhanh chóng như pháp hối trừ khiến trở lại thành tịnh. Lại chư Bồ Tát phạm tất cả điều nói trên, nên biết đều nhiếp thuộc gây tạo việc ác, phải đi đến những vị có lực, năng, hiểu biết, năng lãnh thọ pháp đại thừa, tiểu thừa. Lời nói biểu hiện nghĩa lý mà phát lồ sám hối dứt trừ. Nếu chư Bồ Tát phạm phẩm triển bậc thượng, như pháp sứ muốn hơn người đã nói, mất luật nghi giới cần phải thọ lại. Nếu trái phạm phẩm triển bậc trung, như pháp sứ muốn hơn người đã nói, nên đối trước ba vị hoặc qua số trên, như pháp phát lộ đoạn trừ các ác tác, trước Bồ Tát nên xưng tên, tự thuật lại những việc đã phạm, nói lời trưởng lão hoặc đại đức chứng minh tôi tên đã phạm tỷ nại gia Bồ Tát, rồi thuật lại những việc phạm ác tác. Ngoài ra bí xô phát lộ sám hối diệt tội ác tác cũng nói như thế. Nếu chưa Bồ Tát phạm phẩm triển bậc hạ, như pháp sứ muốn hơn người đã nói và các phạm khác, hoặc đối hữu trước một vị như pháp phát lộ sám hối nên biết như trước. Nếu vị ấy không tùy thuận, Bồ Tát không thể đối trước vị kia phát lộ hối trừ chỗ phạm. Bây giờ Bồ Tát dùng ý là thành tịnh, tự tâm phát khởi thể nguyện, ta ở đường lai quyết định tự phòng hộ, chọn không phạm tội trọng. Như vậy đối với lỗi đã phạm được ra khỏi, trở lại thành tịnh. Lại chư Bồ Tát muốn thọ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, nếu không gặp bậc có đầy đủ công đức, bây giờ nên đối trước tượng Như Lai tự thọ luật kỳ tịnh giới Bồ Tát, phải thọ như vậy. Trịch y vai phải, quỳ gối phải chấm đất, nói lời thế này. Còn tên, ngưỡng cầu tất cả mười phương Như Lai, các chúng Bồ Tát đã nhập đại địa. Còn này muốn đối trước mười phương thế giới chư Phật chư Bồ Tát, thệ thọ tất cả học giới Bồ Tát, thệ thọ tất cả tịnh giới Bồ Tát. Đó là luật nghi giới, nhiếp thiện, pháp giới, nhiều ích, hữu tịnh giới. Học xứ như vậy, tịnh giới như vậy. Tất cả Bồ Tát quá khứ đã đầy đủ, tất cả Bồ Tát vị lai sẽ đầy đủ, tất cả Bồ Tát hiện tại ở khắp mười phương này đang đầy đủ. Đối với học xứ đây, đối với tịnh giới đây, tất cả Bồ Tát quá khứ đã học, tất cả Bồ Tát vị lai sẽ học, tất cả Bồ Tát hiện tại ở khắp mười phương đang học. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy, nói rồi đứng dậy, còn lại tất cả nên biết như trước. Lại ở trong đạo phạm giới của Bồ Tát, Bồ Tát rốt ráo không còn phạm tội, tội vô dư. Như Thế Tôn thuyết, trừ Bồ Tát đây, phần nhiều chỗ khởi phạm ứng với sân, chẳng phải ứng với tham. Phải biết trong đây là sở thuyết mật ý, đó là trừ Bồ Tát vì lực yêu quý các hữu tình, thường xót các hữu tình tăng thượng, phạm có tạo làm tất cả, đều là tạo làm của Bồ Tát, không chỉ chẳng phải làm những việc nên làm như vậy, thì không thành phạm. Nếu trừ Bồ Tát ganh ghét tị hiểm đối với các hữu tình, thì không thể tu hành lợi mình lợi người. Đây là việc không được làm của trừ Bồ Tát. Làm điều không được làm như vậy thì thành phạm. Lại chư Bồ Tát cần phải rõ biết phạm ở bậc nhẹ, trung bình, nặng, sai khác như trong phần nhiếp sự sẽ nói. Như vậy Bồ Tát tự nương tất cả tỷ nại gia tu học các học xứ, thành tựu ba chủng viên mãn, an trụ nơi an lạc. Một, thành tựu viên mãn gia hạnh. Hai, thành tựu viên mãn ý lạc. Ba, thành tựu viên mãn túc nhân. Sao gọi là viên mãn gia hạnh? Chư Bồ Tát hành trì tịnh giới không khuyết phạm, thần hữu ý hiện hành thành tịnh, không tuân hủy phạm, tự phát lộ điều ác, đây gọi là viên mãn giả hạnh. Sao gọi là viên mãn ý lạc? Chư Bồ Tát vì pháp xuất gia, cầu đại bồ đề, chẳng phải không cầu điều đó, không vì tồn tại, mạng sống,
Vì cầu pháp xa muôn, vì cầu niết bàn không phải không cầu điều đó. Vì cầu như vậy nên không trụ giải đãi, tinh tấn yếu ớt, không gây tạo tạp lại các pháp ác bất thiện, hậu hữu tạp nhiễm, bị các khổ dị thuộc thiêu đốt mạnh mẽ, sở hữu sanh lão bệnh tử ở đời vị lai. Đây gọi là viên mãn ý lạc. Sao gọi là viên mãn túc nhân? Trừ Bồ Tát trong các kiếp sống trước đã khéo tu phước tu thiện, đến trong hiện đại bản thân không bị thiếu thốn chủng trục y phục, thức ăn uống và ngọa cụ, thuốc trị bệnh, các thứ tạp vật nuôi thân, lại năng rộng hành huệ thí cho người, đây gọi là viên mãn túc nhân. Như vậy Bồ Tát nương tỷ nại gia siêng năng tu học, thành tựu ba chủ viên mãn, an trụ nơi an lạc, trái với tướng đây nên biết thành tựu ba chủng suy tổn, trụ nơi nguy khổ. Như vậy đã dậu tuyên nói tóm được tất cả giới của Bồ Tát, hoặc phẩm tại gia, hoặc phẩm xuất gia. Từ đây về sau ở trong tất cả giới như vậy, phần ra các tướng khó hành giới sai biệt, cần phải rõ biết.